Phật tánh là cái nơi bàn đó là mọi người là Phật hết ấy, giống như cái Pháp Hoa vậy. Mà nó còn độc hơn cái Pháp Hoa cái nữa là ta nói Phật dạy về về pháp thân, coi như toàn bộ chuyển hướng mọi người hướng về pháp thân mà sống, hướng về trở về pháp thân mà quy y mà tu. Chứ cái dựa trên mà ứng thân Phật mà nhìn Phật đó hả, coi như là không có điểm, coi như là học trò điểm mà điểm 10 mà mình nhìn về mình tu hành Phật mà bằng cái ông Phật ứng thân, tức là ông Phật ca đó hả, thì là 1 điểm 2 điểm cho ông được 4-5 điểm đâu. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn là hướng về pháp thân Phật, cho nên khó nghe lắm. Hôm rồi tôi dùng dằn hoài trong trí của tôi, bây giờ nên nói không nói là có thể bị nguy hiểm. Còn cái Phật tử mà nghe thì có lẽ là cái đó là phải thiểu số người nào muốn nghe là phải nghe riêng. Cho bài giảng công cộng là tôi sợ không chịu nổi, nản chí ngã lòng nhiều lắm. Bây giờ tôi nói ví dụ đây nè, bữa hôm tôi đã gợi ý rồi đó, nhưng mà các vị đâu có biết đâu. Các vị đâu có biết là tôi chuẩn bị cái niết bàn đó cho các vị rồi đó chứ, đâu phải đợi bữa nay tôi mới nói. Muốn học cái niết bàn là các vị phải học 3 thân Phật. Mà 3 thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Mà nếu mà các vị mà còn mà giảng lai á, cứ vẫn dơ cái đầu của mình mà ở trong ứng thân Phật bằng cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni á, còn tệ hơn nữa là bằng những cái tượng Phật mà các vị đi mua để thờ đó, là coi như còn cách ngàn trùng sanh giả, không có gặp được Phật đâu. Do vậy cho nên khó lắm. Phần nhiều là trong trí của những người Phật tử là đi tu là phải cất chùa, bỏ vô 5-10 tỷ cất chùa, rồi phải tạo ra tượng Phật, mà tượng Phật là phải cho trẻ, cho đẹp, thậm chí đúc bằng đồng. Mà đúc bằng đồng lên rồi mà bỏ vô là nhiều trăm triệu chừng nào, thì nghĩa là chứng tỏ rằng là mình là cái người thí chủ trong đó lớn, cho nên mình lại cái ông Phật mà mình bỏ tiền ra đó rất là tha thiết, hy vọng là ông Phật nó biết mình để phù hộ mình, để cho mình được cái phước báo này kia. Cái tâm hồn cỡ vậy đó hả, không ăn thua gì với kinh niết bàn hết. Thế là tôi nói vậy là tiêu tôi rồi, tiêu thiệt á. Trong hàng ngũ tăng chúng không ai quan minh tôi hết, còn Phật tử thì là nghe bất mãn bất bình, nói rằng tôi dạy cái kiểu đưa người ta tới cái chỗ trở thành cái nhất xuyên đề. Thế thì nguy quá, nguy quá. Tôi nói như vậy, tôi nói rằng những cái là tượng Phật mà Phật Thích Ca Mâu Ni ở bên Ấn Độ đó cũng còn chưa ra gì, chứ đừng có nói tượng Phật, tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng. Tôi nói nhà thô bạo còn chưa ra gì. Ai mà pháp sư gì anh nói ngang tàn vậy, làm sao người ta chịu nổi. Nhưng mà tôi nói như vậy rồi, tôi chứng minh đàng hoàng mà người ta vẫn có thể không chịu nổi đó. Đây Phật nói rằng, này tu Bồ Đề, dục dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Các ông nhìn ông thấy ta vậy nè, với ta là Thích Ca Mâu Ni, là ta là Cù Đàm, ông tưởng ta là Như Lai hả? Ông biết Như Lai đâu. Ông nhìn cái sắc thân 32 tướng 80 giờ đẹp này, ông dựa vào cái lời mà diễn đạt âm thanh của Như Lai mà dạy cho ông nghe đó, ông tưởng Như Lai là vậy đó hả? Ông tu hành cái đạo tầm bậy đó, chứ tà đạo tức là ông tu tầm bậy. Ông tu tầm bậy, ông tu tà, chứ tà có nghĩa là tầm bậy, không có chất. Ông tu sai, ông không biết được Như Lai. Thấy vừa chưa? Đó, giáo lý là vậy đó.
Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai mà có đi, mà có đứng, mà có nằm, mà có ngồi, có nói pháp, là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật muốn nói. À, cho nên Như Lai mà gọi là Như Lai, gọi là Phật mà Phật Như Lai á, đừng có dựa vào cái thân tướng này, đừng dựa vào cái đi đứng nằm ngồi đó. Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa. Như Lai là phải tu, phải tư duy, phải tu tập, phải hiểu về cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, mà bất sanh nhưng mà không có lúc nào mất. Vì không có lúc nào mất, bất sanh cho nên nó bất diệt, nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu. Thế thì cái đó, cái gì không sanh không diệt mà nó có cái tồn tại vĩnh cửu, hiện hữu vĩnh cửu, cái đó có nghèo quá mà. Mà muốn nói như vậy, đây nè, tôi nhắc lại nè, kinh Pháp Hoa nè, đâu phải dễ nghe. Chính cái pháp thân đó là trong cái pháp qua là ông Phật Đa Bảo đấy. Phật Đa Bảo đó là để giải về pháp thân Như Lai đó. Đó là cái bản giác luôn luôn là hiện hữu, là tồn tại bất sanh bất diệt. Vậy mà bình thường không bao giờ ai thấy Phật Đa Bảo bao giờ. Mà trong kinh cho biết là Phật Đa Bảo lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại, đâu có phải Pháp Hoa dễ nghe đâu. Cái phẩm đó đó, phẩm mà Đa Bảo đó, hiện bảo pháp đó, để nói lên là pháp thân đó. Học Đại Bát Niết Bàn mà không thuộc được cái đó là đừng có nghe mắc công. À, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên mà, tối thượng thừa. Cho tới bây giờ các vị đừng tưởng đâu là cái tháp Đa Bảo không còn, và đừng tưởng rằng là Phật Đa Bảo cũng có, không phải vậy đâu. Vậy thì bây giờ cái tháp đó ở đâu, nó có với những cái tâm hồn nào mà nghe kinh Pháp Hoa, mà học kinh Pháp Hoa, mà nghe kinh Pháp Hoa, mà hiểu kinh Pháp Hoa, mà hành kinh Pháp Hoa, mà sống theo kinh Pháp Hoa, thì cái người đó luôn luôn là gần gũi, lăn lộn, đi đứng nằm ngồi không rời Phật Đà Bảo. À, hiểu vậy là khó lắm đó, làm sao mà. Thế thì Đà Bảo là cái bản giác cũng gọi là bổn giác, tức là cái tính giác sẵn có của mình. Lúc nào mình có chánh quán, chánh niệm, tư duy, quán chiếu thường xuyên, tâm hồn mình trong sáng là mình trở về với cái tánh giác vốn có của mình, gọi là cái bổn giác. Thế thì cái bổn giác của con người mình có lúc nào không có đâu. Nó chỉ không có cái lúc mà mình tham cực, sân cực, si cực, mạng cực, nghi. Nó không có cái lúc nào mình là phẫn phú não tật sang, thì không bao giờ cái bổn giác đó nó có. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà mình không có những cái phiền não của mình đó, thế thì chính lúc đó là mình ôm Phật, mình nằm trong lòng Phật, mình ngồi trong lòng Phật, mình ngủ chung với Phật. Cho nên chứng đạo ca đó, các vị học đó, các vị để ý chứ, trăng dằn dặc lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật dính lương tri, cảnh đêm khuya trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy cả mù mai sương sớm để làm màn, vui với trăng sông tùng núi, vui với gió di du, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Thank you.